đúng không? Ông bạc thì ông đánh với bạc, ông thắng những thằng bạc, ông cũng thua những thằng bạc, chắc có gì phải buồn. Chơi cho nó vui vẻ là được rồi. Đó, giống như cuộc sống cũng vậy. Ông làm streamer, ông nhiều nhiều tiền hay ông làm tỷ phú hay ông làm gì, ông làm lương tháng 5 triệu, ông cũng ăn, ông cũng uống, ông cũng ngủ nghỉ, ông cũng sống. Đó. Ông đi con xe cúp 50, ông vẫn là đi xe, ông vẫn là đó là vẫn là phương tiện di chuyển. Ông đi do ăn nằm hạ nhà hàng 5 sao hay là quán cóc ngoài lề đường, ông ăn miễn sao ông thấy ngon miệng là được. Nó cũng là ăn no rồi đi về. Ông ngủ ở giường chiếu hay giường nệm thì cái nó thoải mái hơn thôi. Có người mà không thích ngủ giường nệm luôn cơ, thích ngủ giường mà chiếu gỗ chứ chút gì đó. Cái gì cũng vậy, cuộc sống mà. Đó. Ông ở khách sạn 5 sao hay ông ở cái nhà trọ cũng vậy, cũng là để ngủ. Liên minh cũng vậy thôi, ông đánh rank bạc nào cũng là để đánh. Thách đấu thì ông đánh thách đấu, Kim Cương đánh với Kim Cương. Lên rank để thể hiện được cái gì đâu. Cùng lắm thì cái khung, chẳng hạn là cố gắng lên vàng để lấy được cái phần thưởng thì cũng được. Vinh quang thôi chứ không có gì đâu. Vậy tỷ phú thì nó ăn nhà hàng 5 sao, mình thì mình ít tiền thì mình ốc cao, quán cóc quán ốc mẹ 20k giúp tôi nè. Chiều tối hay vô quán ốc 20k ăn đĩa anh. Chả có gì, cuộc đời mỗi người một số phận mà. Người chơi game hay thì người ta có thủ thích đấu kim cương, mình dở thì mình bạc. Miễn sao là mình đánh với cùng trình độ của mình mà mình thắng được là vui rồi. Hay cần đéo phải. Don't believe it, just swa. Hey, 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 hey. À, cướp à? Rất là máu lửa. Cướp về đây con chim kia. Thôi mình có nước mắt rồi, mình về mình lên nước mắt đi. Em đang để delay rất là lâu. Em kêu anh để delay nên nhớ là vậy. Thì làm sao mà anh quan tâm cái lời em nói được. Anh trả lời thì một phút sau em mới nghe. Thôi bỏ mẹ rồi. Don't believe me, just smile.
Vỉa hè với vệ sinh chẳng có đồ siêu thị cũng chỉ chắc đã sạch đó bạn. Mày tính BK với tao? Hả? An ally has been slain. No time to waste. An enemy has been slain. Nguồn que fit nên thích cướp rừng thế nhỉ? Cướp balloon. Ôi ta lo nó xanh tí sao tôi được thở đây. Mày cần balloon hay mày cần rep? Mày thích cướp hả? Không có. Mày cần balloon hay mày cần rep? Ai, về lên cái này cho có đam đã. Về lên thủy kiếm cho nó có đam. Ừ.
Ôi là ông. Ham hả mày? Ham không? Đờ mờ nó. Chạy đi rồi mà không kịp nó lát. Tí nữa ta khỏe thì đừng có chat. Mất lát, mất lát. Người ta lo nó sàn là khỏe nha. Lấy đi, nhìn nhìn cái lồn gì. Mắt tao cận người ta phải nhìn nọ, coi coi còn thuốc không. Chầm lại nhìn xa đâu thấy. Còn thì cũng lấy gói đi kìa, mẹ suốt ngày hút kéo vậy. Thấy mày sủa hơi nhiều quá nha. Bố mày thích. Giọng một cái mẹ té ghế rồi lên không. Đéo tin đấy. Là mày còn mày mày còn thiếu tao có bột tai đó con chó. Mày hôm bữa thiếu bột tai vào nè, trả nè. Mày mà tao độc chích mò mày nè. Trả nữa. Đứng lại đây. Chắc bố không bột mày đâu. Nè. Nè đây, mày bột tay đâu? Mày có bột tay bố mày đâu? Nè. Đó con chó. Thì tao nói tao mới trả mày đó, mày nói thiếu bột tay tao mới trả mày còn gì? Mày xúc giật. Thanh niên nói đéo làm được. Quá kém. Cái đèn đủ rồi là chết mà anh đứng rồi tên này lấy cái gì để thua á. À, mình canh đẹp. Mình canh đẹp như vậy rồi mà. Mình canh mát con mẹ nó đẹp luôn mà Talon nó vẫn còn cái khiên phép nó không chết. Thank you.
needs a nap. Thần kiếm xong, tao lên xong găng tay thì sắp lên hết. Ôi đệt mẹ, nó khỏe vãi lồn. Chưa xài ulti nữa. À bắn công ty vậy mà mít. Rồi, giờ lên gươm. Không, trận này là phải kéo dài, pick and reel là lay mà. Đến một cái thời điểm lay nhất định là sẽ khỏe rồi.
What the fuck? Cái gì vậy? Wait. Không cần góc ngò luôn. Quên 4-5 quên. Tôi 242 giáp lận, tôi lên đồ để không cho thằng Talon nó bắt mà. Kim cơ 4 sao chá. Không cần cấp mò luôn. Quýt. Cấp mò trẻ trâu. Thằng thích boss nó búp sau kệ mẹ nó đi. Tiên băng thêm đam mà. Tiên băng bạn có 20% thời hồi chiêu. Là bạn được thêm 24 đam. 400 mana hay. Bạn được thêm 400 mana. 2% của 400 mana bạn được khoảng